Nếu các bạn theo dõi Facebook của mình thì cách đây vài hôm mình có post ảnh lên đó là cái cục đen đen và hỏi các bạn nó là cái gì. Thì hôm nay đã có cơ hội trên tay trải nghiệm và cùng nhau chia sẻ với mọi người. Đây là chiếc Gigabyte Aorus Gaming Box. Dịch ra thì đại khái nó là nước tăng lực dành cho máy tính để bàn và cả laptop. Và đây là vỏ hộp của chiếc Gigabyte Aorus Gaming Box. Nếu các bạn xem video này vẫn đang ngờ ngợ chưa biết mình nói đến cái gì thì đây là một cái hộp bên trong đựng các đồ họa và một bộ nguồn. Cùng với đó là một số cổng kết nối để có thể nối với laptop hoặc máy tính với các cổng kết nối có khả năng sử dụng Thunderbolt. Thì đây sẽ là các đồ họa rời dành cho cái máy tính của các bạn. Ví dụ các bạn có một cái máy tính mà không đủ mạnh hoặc không các đồ họa rời nhưng mà có cổng Thunderbolt, thì đây có thể là các đồ họa rời cắm thẳng vào máy tính hoặc laptop của các bạn để xử lý đồ họa luôn, chơi game được trên máy tính của mình. Chúng ta sẽ được hãng tặng kèm một cái cáp nguồn để cắm thẳng ổ điện, một cái túi đeo chéo, cái túi này giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn và mang gaming box này đi khắp mọi nơi. Bởi vì dù sao thì nó cũng là một dạng eGPU, tức là viết tắt của cái từ external GPU, tức là các đồ họa gắn ngoài, thì chắc chắn bạn sẽ muốn di chuyển nó đôi chút. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tặng kèm một cọng cáp USB Type-C kèm luôn Thunderbolt. Cái này để kết nối rất nhanh giữa laptop hoặc máy tính của bạn với cái eGPU này thì chúng ta mới có đủ cái tốc độ để xử lý đồ họa và gửi về lại cho máy tính. Và đây là chiếc hộp đen của chúng ta được bọc khá cẩn thận bên trong túi hơi. Có thể nói thì kích cỡ của nó tương đương với cả một cái bộ nguồn trên máy vi tính của các bạn. Toàn bộ lớp vỏ của chiếc Gigabyte Gaming Box này sẽ là màu đen nhám làm bằng kim loại. Mặt chiếc sẽ có logo đầu đại bàng Aorus mạ bóng. Hai mặt bên sẽ là hai lớp lưới kim loại, ở bên trái sẽ là một lớp lưới kim loại, cái này sẽ lộ nguồn, còn bên kia sẽ lộ các đồ họa. Và các đồ họa các bạn thể nhìn thấy ở bên trong nó chính là card GTX 1070 của Gigabyte luôn. Cái này sẽ là card bình thường, các bạn thậm chí có thể tháo gaming box này ra và rút các đồ họa ra cắm vào máy tính, có thể dùng bình thường luôn. Quay ngược lại phía sau chúng ta sẽ thấy cái quạt bé xíu dành cho cái bộ nguồn, cổng cắm điện vào này, có 4 cổng USB 3.0 và một cổng có màu đỏ với cái hình tiêu sét. Tức là thể hiện cái việc cái cổng này có rất nhiều điện để xả ra, giúp sạc cho thiết bị các bạn rất tốt. Chúng ta sẽ có những cổng xuất hình cơ bản của các đồ họa, bởi vì dù sao đây là một chiếc card 1070 hoàn toàn bình thường lắp vào. Thì chúng ta sẽ có DisplayPort này, sẽ có HDMI và hai cổng DVI. Ở dưới cùng trong góc trái là cổng USB Type-C kèm luôn Thunderbolt. Cái cổng này có tốc độ lên đến 10 Gigabit. Phải nhanh như vậy thì mới đủ khả năng truyền dữ liệu từ laptop vào gaming box, xử lý đồ họa sau đó mới chuyển lại cho laptop. Nếu mà tốc độ không nhanh hoặc chỉ là các kết nối khác thì sẽ rất khó lòng có thể làm được điều này. Và chính vì cái lớp lưới này, các bạn có thể nhìn xuyên ở bên trong linh kiện và bên dưới các đồ họa sẽ một loạt giải đèn LED RGB được điều khiển bởi phần mềm RGB Fusion của Gigabyte. Cái này thì các bạn có thể làm màu về sau. Vậy thì tại sao các bạn lại cần một cục GPU gắn ngoài to và nặng thì như thế này? Thì nói như thế nào nhỉ? Khi các bạn làm việc hay các bạn đơn giản là sử dụng một chiếc MacBook chẳng hạn đi, hay một chiếc laptop siêu mỏng, siêu nhẹ, Ultrabook không gạc đọa rời, làm việc thì rất là ok, nhưng mà nhiều khi cũng muốn chơi game, các bạn không thể chơi game được bởi vì nó không gạc đồ họa. Thì ví dụ bạn về nhà hoặc bạn cầm cái cục này đi đâu đó, khi nào làm việc thì cần nó to tẹo thôi, còn khi nào chơi game thì cắm cục này vào. Đó là một ý tưởng hay, tất nhiên chỉ dành những mẫu laptop cao cấp thôi, bởi vì cổng Thunderbolt không phải laptop rẻ nào cũng có. Và vừa rồi mình đã mở hộp và chia tay nhanh chiếc Gigabyte Aorus Gaming Box GTX 1070. Thì video này chỉ là video mở hộp và cùng nhau cho các bạn xem những cái gì mà nó có mà thôi. Nếu các bạn quan tâm hơn về test hiệu năng, nhiệt độ, bla bla bla, thì đừng quên like video, subscribe với kênh của mình và comment ở bên dưới. Thì mình sẽ thực hiện video đánh giá chi tiết trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.